với mong muốn thế hệ tương lai được phát triển toàn diện và tối ưu, Viện Dinh dưỡng Thụy Điển đã nghiên cứu nên dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em Wellness Kit. Đây là những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng chất lượng cao, an toàn và dễ sử dụng, giúp bảo đảm đầy đủ các chất cần thiết cho sự phát triển của bé. Kẹo nhai dành cho bé Wellness Kit sản xuất tại Vương quốc Anh, nhập khẩu bởi Oriflame Việt Nam đã được Bộ Y tế kiểm định chất lượng và cho phép lưu hành. Tập đoàn Oriflame Thụy Điển đồng sáng lập Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF. Wellness Kit Oriflame bổ sung 13 loại vitamin và 8 loại khoáng chất cho trẻ biếng ăn chậm lớn. Công dụng: tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng cường khả năng quan sát và sáng mắt, tốt cho hệ xương và răng, giúp bé tăng trưởng chiều cao, cung cấp năng lượng và tốt cho hệ vận động, tốt cho trí não và hệ thần kinh của bé, giúp bé không còn biếng ăn sau khi dùng 3 hộp, từ đó giúp trẻ hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh, tăng sức đề kháng, cơ thể khỏe mạnh, cân đối phát triển toàn diện, thông minh học tập tiến bộ, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm sau này. Liệu trình sử dụng ít nhất là 3 tháng. Tháng thứ nhất, cải thiện từ bên trong, cải thiện sức khỏe, sức đề kháng. Tháng thứ hai, thể hiện qua việc ăn uống chơi nhảy sẽ tốt hơn. Tháng thứ ba, sẽ nhận thấy rõ hơn qua ngoại hình, với từng lứa tuổi sẽ có cách sử dụng như sau. 2-3 tuổi, dùng mỗi ngày nửa viên, 4-9 tuổi, mỗi ngày một viên, 10 trở lên một ngày dùng 2 viên. Chúc em bé của các bạn khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, thông minh, học tập tiến bộ với Wellness Kit của Oriflame.